lái xe ở quê á, không bằng à, có cái bằng B2 giờ khóa xong chưa? Ơi kể quá nhỉ, có rồi từ Hà Nội đây không, em ăn cơm chưa? Đây là đường gì nhỉ? Nguyễn Trung Thế Toàn, Nguyễn Khánh Toàn nha. Em ăn cơm chưa? Có 15 về là 15 thay đổi. Nhưng mà Hà Nội mình nó thay đổi lẫn nhau rất nhiều. Càng hỏi nói à, chưa ăn cơm à? Em bé đâu? Em con ai? À, con Vũ Giáp. Con Vũ Giáp là đúng rồi. Còn thế mẹ đâu? Đứa nào hay chỉ láo đấy? Chưa đấy à? Chưa chưa? Sống ở nước ngoài thay đổi nhiều quá thì giờ này đi ra là đi lên đội cấn à? Không, Kim Mã. Kim Mã. Kim Mã là thẳng lên học là tới Văn Miếu. Lâu lắm thì em không đi được nữa. Có khi phải đi chục năm này. Trước mấy lần về chơi toàn ở khu này, có đi đâu đâu. Ừ. Ở đây xong đi về luôn. Hy vọng là cái máy của mình nó sửa hết trong mấy ngày này, sửa hết thì nó xong về. Chứ ở đây qua đây chết dở đấy. Ở đây phải là nghỉ. Cái nhà nghỉ có loại chắc có vậy nhỉ? Đây, trong đây nhà nghỉ là không. Trong rưỡi tối à? Ừ. Thế là nhìn nhà ngõ 48 dưới này chúng ta đây hay nhà nghỉ bình dân đây. Nhỏ đấy ừ. Đây là đường Nguyễn Khánh Toàn nha. Khánh Toàn. Cho mọi người ngắm thành phố Hà Nội. Đi xe ô tô vẫn khác. Mát, ngồi xe máy nó nóng thế. Ngồi không cũng chạy, chạy mà hồi đấy. Grab. Thế bao tiền là đấy? 120. Hả? 120. 120 từ đâu? Với xe nước ngầm. Xe ôm à? Xe Grab ấy. Xe ôm Grab ấy. 120 á? Thì với xe ngầm về đâu? Về Trung Kính. Dạ. Về 9 Trung Kính. Ông bị đi chán thế.
thì được cũng trong hai mà được chán thì nó check in giá thì taxi để 200 mấy 240, lúc đấy bác chưa đây đi một tiếng rưỡi về anh đây em mới gọi bác, thấy bác là ngóc ngủ gì cái này hôm nay tắc đường đợi bác hơi mệt ấy. Sáng nay tắc đường lắm có đợi bác không phải hả? Nhưng mà làm giá xôm đừng làm như vậy tắc quá, giá 80 thôi, 80-70 là cao rồi. Taxi là cái trăm ba từ đây ra đến ngầm từ đây luôn này. Đây. Ừ. Ngồi trên kính tiếp trên kia gần không. Tăng đi sâu mới nó chém. Em định gọi cho bác thì tổng thế bác là ngủ. Em đi từ lúc 6 giờ mà. Em đây chỉ hơn 8 giờ thôi. Em đi mất tiếng rưỡi bắt đầu em gọi cho bác, mất tiếng rưỡi em về rồi nha. Xong em vào em mấy máy các thứ thì bắt đầu em mới làm gọi ngồi uống nước em mới gọi cho bác. Đến lúc đấy là bác rảnh rồi đúng không? Lúc này là đang đi làm rồi. À, biết hôm nay tắc đường thì cũng mất một tiếng rồi. Đầu tuần rồi. Tối nay mới tắc. À. Tối nay trở lại tắc đúng như sáng luôn. Nếu có đồng nghiệp thì trở lại nó lên. Không phải trở lại lên tiếng qua đấy chứ. Ngày đầu tuần đi, giờ có điểm ngày nó có 2 giờ cao nhất, buổi sáng và buổi chiều. Đây là cái tòa nhà gì đây? Lotte. Lotte. Lotte của Hàn Quốc đấy. Số 8 tầng này. Hàn Quốc đấy. Còn kênh Nam là chỗ nào? Kênh Nam là ngoài chỗ con vùng gần đến với xe Mỹ Đình. Hay đi mẹ ra kênh Nam lên mẹ cái tòa nhà mất tiền không? Không biết, mình được vợ rồi biết. Bác hay bác đi chơi không? Hả? Lên đấy đi chơi vòng không? Lên kênh Nam á? Ờ. Đến cái nhà tầng ấy tham quan. Hai em lên tham quan quay phim tí. Thì nhưng mà xe ô tô để đâu? Chứ ngồi có chỗ xe gì. Này không có khách gì. Ừ này không có gì. Có nhiều khách thì chạy và không có nhiều khách thì đi chơi. Ô tô có chỗ nào được, nó có chỗ gì không? Chẳng có chỗ gì vậy. Đó là chỗ điểm tham quan, nó có chỗ gửi xe gì. Là nhiều cái điểm tham quan nào? Trên đấy tham quan trên nhà đấy, lên tầng ấy, ngắm xuống ấy, nó có đầy đồ chơi. Bác không biết à? Ta cứ vào rồi biết. Người chán gì mang tiếng sống trên đất Hà Nội nè. Mười mấy năm rồi. Ừ, làm gì mười mấy năm. Nó tính là hơn chục năm. Ừ. Tính là chục năm thì cứ đại cái nhà cao tầng thì tôi đợi cứ biết đi. Đi lên kênh Nam đi, lên kênh Nam nó biết sống Hàn Quốc. Thì hai anh em ngồi chơi uống cà phê lúc sáng mai biết đâu gọi. Lên trên đấy ngắm toàn thành phố Hà Nội. Ai chán gì ở đây mà không đi chơi bao giờ. Không sao rồi. Chỉ biết cái bước chân là cái bước thẳng cái làm là gì. Bây giờ là mười mấy giờ đấy. Một giờ chưa? 12:48. 12:48. Đây là đường gì đấy? Đây là cái sang Đa U chắc đường Nguyễn Chí Thành rồi. Ừ, đầu Nguyễn Chí Thành rồi. Đây là đường Nguyễn Chí Thành không? Cái sang Đa U đại sứ quán ngay đây nhỉ? Ừ. Đại sứ quán thì nhiều, đại sứ quán Hàn Quốc rồi. Bao nhiêu năm rồi mới trở lại Hà Nội, chẳng khác gì. Nhà chưa. Tính gì nó hơi mờ. Trưa này hôm nay nó mát rồi, mọi người cũng còn đi đây. Hôm nay hai anh em tôi sẽ đi kênh Nam lên ngắm cái tòa nhà cao nhất thủ đô Hà Nội. Không biết bây giờ nó còn đúng vị trí thứ nhất của Việt Nam không vậy? Việt Nam chắc là vẫn đứng nhất ở Việt Nam. Ở Sài Gòn có tòa cá nhân bao nhiêu nhỉ? Sài Gòn là tòa cá nhân có biết cô mấy tầng? Bitco còn thua ấy mà, thua kênh Nam mà. Thua chứ nhỉ, bề kênh Nam nó bề 2 tầng. Cái tòa nhà đấy em đến một lần đấy, nhưng mà chưa lên thôi. Đi qua, chính xác là đi qua. Kênh Nam á?
ngày xưa vào trong Nam chơi cái tòa bao tầng? 6 tầng. Anh Nam của Hàn Quốc chết biết bao nhiêu người nhỉ? Đây cái tuyến tàu, tàu trên cao nó chạy chỗ nào nhỉ? Ngoài kia kìa. Nếu mà nhìn trong camera này thì đúng là nhìn thủ đô Hà Nội chẳng khác kém thì sâu sâu hơn đâu, nhưng mà đi đường thì mới biết được nữa. Trắng. Nhìn ở trong ô tô với nhìn qua camera này đúng là Hà Nội đúng như thủ đô Seoul luôn. Đúng như thủ đô Seoul luôn. Chỉ khác mỗi là Seoul thì nó không có xe máy ngổn ngang đi lung tung trời đất này. Chỉ thấy ô tô không thôi. Còn hai bên đường những nhà cao tầng cây cối. Đường Seoul thì nó rõ, các vạch vôi của nó trắng toát, một màu vàng. Giống này không hay là hay đồng quân? Đồng gì? Đồng quân đường phố mà. Đường phố thì mà. trung tâm của nó cũng 4 làn, 6 làn. Có đường nào to nhất thì là 8 làn, nhưng một bên là 8 làn. Có chỗ mà thu phí là của nó thì 10 mấy làn. Thu phí là chuyện gì? Thu phí là ngoài thành. Nói chung đi đường Hàn Quốc thì cũng như gặp cổ như này. Giật giật. Đây không có người đi kiểu như này đâu. Một là đường dưới lòng đất. Yeah. Hai là nó nằm đường trên cao cho người ta đi chứ không có đi bộ kiểu này. Lòng đất là tất ngang đối gì? Tất ngang này. Tức là cái đường sang làn sang đường nhưng mà hoặc đi dưới lòng đất hoặc ấy. Hoặc là cầu vượt gì? Hoặc là cầu vượt trên cao. Cầu đi bộ đấy. Mình có mà nó đi ý là sao vậy? Sao đấy? Mình nó đi ý. Nó thích mình thấy cơ. Mới đi mình nhảy xách qua đường rồi. Giao thông Việt Nam là một trong những thành phố giao thông hỗn loạn nhất thế giới. Cứ 6 tuần sau đi Lào Cai. Đi với ai? Thanh Mai. Hả? Thanh Mai. Nó cũng đi chơi à? Lễ mình kéo xe đi chơi. Đi theo xe nó lái xe không biết xe ấy. Xe của nó thì xe nó mua con đi 10 nhá, con xe màu đỏ đây. Màu đỏ xe như này không phải ra đây đâu, xe nó ngon hơn, xe nó mua gần tí mà mua vé. Xe mà ngày xưa nó mua i10 cơ mà bán rồi. Bán mua đắt hơn. Nếu có con xe đó đằng sau thì không bị chán. Thanh Mai nắm tiền nhỉ? Khá, cũng được. Bây giờ đã tham gia. Đây là cầu vượt đấy chứ? Đây là cầu vượt cái như thành Trần Dương. Nhìn nó giống khu Mỹ Đình nhỉ? Chỗ này giống như cầu vượt Mỹ Đình ấy. Đường gì Thanh Xuân ấy. Ủa đấy á. Đường này cũng giống đường 3 đấy. Ừ, đấy. Đường 3 này đấy có nó dài thì chỉ có mấy chục mét thôi. Chỗ này mà không làm cầu vượt chắc tắc khác. Không đi được. Không đi được. Kia lại có một cái cầu vượt ở Việt Nam này. Ít khi người ta lên cái cầu vượt người ta đi. Đấy ai đi, đấy là ai đi không? Đấy Việt Nam mình người ta không có bóng người tấp tấp ngang qua. Đây có một cái chung cư cao quá này. Cái chung cư này chắc phải đến mấy chục tầng nhỉ? 20-30 tầng. Đấy cũng có cầu vượt đấy, nhìn không kéo thủ đô Seoul đâu. Nếu mà nhìn trên camera thì không kém được Seoul đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.